Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyên đang test chất âm của một cặp loa Mỹ đến từ thương hiệu BV, có một điện là BV115. Một dòng loa sử dụng bát 40 tép kèn, rất phù hợp cho tất cả những bác nghe nhạc vàng, bolero, remix và hát karaoke. Thì dòng loa này có thiết kế rất đẹp. Một thùng chứa bát 40 từ 16 hoặc 70 tép kèn, có cái bát giống như loa JB115 và 225. Bác lại nghe tiếng bát đánh rất chắc, rất chắc, rất mềm và rất êm. Tiếng tiếp đánh leng keng, lách tách và chát chát. Đặc biệt giọng ca thì nó trong sáng, chi tiết. Ba giải cái phát lên rất là đều đặn và giúp nghe nhạc được đã hơn, được thỏa mãn được cái đôi tai mình hơn. Ba tháng dài được là tiếng bát đánh cực gọn bạn nhá, sâu và êm. Tiếng tép đánh không chói, đánh quá chắc và lẩy gọn, giải trung ngọt ngào ra diết. Tám thằng trong chúng đông dòng mỹ loài khác không chịu được. BV115 bát 40 tép kèn. Xa nhau trong vài giờ, không gian thì lại cách xa ngút ngàn rồi em. Em cho bé nhạc để các bác có thể là đây em đánh cụ đẩy 3.6 này đấy, đây này có 3.6 không nhiều nhá, 3.6 thôi. Thì đôi loa này em nhập về trong tình trạng đẹp xuất sắc nhá, kể cả từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Một đôi loa thiết kế đứng rất gọn ghẽ để các bác trang trí trong gia đình mình. Thùng nó là thùng hình thang cân và bọc lỉ bát 40, từ nó là từ khoảng 16 họng 70 tép kèn. Và dòng loa kích thước là rộng là 48, sâu 38, cao là 80, công suất là từ 250 cho đến 400W. Thì đôi loa này em đang chào giá với giá là 14.500.000, bao ship bao nhé, bao chuẩn, bao hay và tặng một cặp dây loa. Bây giờ là phần 2, em đã tháo nội thất để các bác để chiêm ngưỡng toàn bộ từ trong ra ngoài nhé. Các bác có nhu cầu thì các bác chuyển khoản trước em 1 triệu nhé, anh Nguyễn sẽ mời các cùng xem. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang tháo nội thất của một cặp loa PV có model là PV115. Thì đây là một dòng loa đến từ Mỹ, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Dòng loa này là dòng loa sử dụng bát 40 tép kèn, rất phù hợp cho tất cả những bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero, remix, đặc biệt hát karaoke cho giọng ca thoáng đoãng, rộng rãi và hút mic. Thì đôi loa này em nhập về được một đôi trong tình trạng đẹp xuất sắc nhé. PV, một cái từ quá quen thuộc và nổi tiếng tại thị trường âm nhạc Việt Nam. Thì với dòng loa này, nó có một thiết kế thùng rất là xinh xắn, gọn gàng, đẹp mắt, có thể cao ráo nhé. Cao ráo, từ cao ráo, xinh xắn đẹp mắt. Thiết kế như sau này, cái thùng này nó là thùng hình thang cân. Bạn nhìn chưa, rất đẹp, được bọc lỉ, đen nhánh, đen mồi. Đấy. Và đôi loa em nhập về trong tình trạng có thể nói là xuất sắc. Nói từ rơi vào xốp là đúng không nhé. Thì đôi loa này có kích thước như sau. Cái mặt rộng lớn nhất bác nhá là 48, rộng lớn nhất 48, sâu 38, cao là 80, công suất đạt được là từ 250W đến 500W, rất phù hợp cho tất cả những bác đánh âm ly 506 hoặc những dòng âm ly như là đờ lông, săn xui rồi là vân vân, các dòng âm ly. Đấy, bạn nhìn này, rất đẹp đúng không ạ? Đôi loa này thì em nhập về phải quá ưng cái bộ luôn, quá ưng luôn nhá. Này mà nhìn đây, này PV, đấy, lồi trở 8 ôm, này em không mắc các bạn, mắc là 400W nhá, mắc là 400W, đấy, 400W luôn. Và như anh nhìn này, hàng xịn sò nó còn cả những cái tem giấy, đấy. Chúng đôi này nó quá đẹp bạn nhá, nó quá đẹp, không phải nghĩ ngợi ngợi nhá, quá đẹp, không phải nghĩ ngợi rồi, đấy. Ok, em quay phía sau này, thùng vách còn đẹp, mà nhìn chưa, ê căng còn đẹp.
thùng vách đẹp, ê càng đẹp. Đây kỹ càng cho bác để bác xem nhá. Có nhu cầu chỉ chốt thôi. Quá đẹp đúng không? Đây, thùng tiếc. Phần tần nó quá đẹp luôn. Em nói rồi, riêng cái dòng của Mỹ thì bao giờ nó hạn, nó cũng tiết kiệm phần tần. Không cần nhiều ạ. Còn nhiều. Vài cái ống bùn, vài con cám thôi. Thế nhưng hay thế. Cái dòng này hỗ trợ cả giá cám ba chân mới nhá. Này, bồng nó rất đẹp, đen quýt này. Thùng vách còn đẹp. Đấy. Rất đẹp nhá. Bây giờ em sẽ quay về cái cặp tép để quan sát này. Đây, bạn nhìn tép PV đây. Cái con này tép nó quá chất luôn. PV. Giờ X14. Đấy. Và cái phễu dài dã man này, như cái điếu cày, đúng không? Này để bơm thanh vào trước này, bơm thanh vào trước này. Cực kỳ chất. Quá xịn sò này. PV. Quá xịn sò luôn. Zin nguyên bản bác nhá. Cái từ 9 bác, từ 9. Từ 9 bác nhá. Rồi cả mã vạch nó viết đầy đủ hết này. Số đồ này là ok. Và đây cặp bát 40. Bác nhìn cái màng nó còn rất còn sáng sủa đúng không? Sáng sủa và đẹp mắt. Gân lụa tầm dầu 3 sóng. Hàng zin đẹp các bác luôn. Đấy, tất cả trong tình trạng xuất sắc. Quả 1, quả 2 này. Quả 1, quả 2. Thì em có thể mô tả cho bác cái chất âm của cái dòng này nhá. Cái chất âm của dòng này nó giống như là dòng loa Mỹ JB 125, 126, 225. Đấy, những bác nào xem biết đấy. Từ đen bác nhá, từ đen bác nhá. Cái từ này xấp xỉ 16. Mà họng con này ấy, thì nó rơi vào khoảng họng là 70 bác nhá. Đây. Họng 70. Dòng loa này thì quá xịn sò và chất lượng luôn. Nghe hay bác nhá. Nghe rất hay, nhưng con này lời rất rõ. Tiếng bát ập bình sâu mềm. Nghe nhỏ cũng mềm, nghe to thì lực bác nhá. Đây. Quá đẹp đúng không? Em về là một đôi duy nhất đó, xương sắt này. Bác nhìn đúng cặp bát của dòng JB chưa? JB 125-126. Đấy, nó chính là cặp bát đấy nhá. Chính cặp bát này luôn. Bao zin tuyệt đối cho bác luôn. Ok chưa? Quá đẹp đúng không? Quá đẹp đấy. Toàn bộ nội thất em đã quay kỹ càng rồi. Con này model là PV 115, công suất max là 400W. À, bé là từ 200 đến 100. Và thùng có xuất sắc luôn, tất cả em bao zin một đẹp bác từ A đến Z, từ Z đến A nhá. Các bác xem này. Nói chung là cái căng lưới nước nó đẹp hết. Đấy. Các bác có nhu cầu liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140. Và các bác chuyển khoản trước em 1 triệu bác nhá, 1 triệu. Thì đôi loa em báo giá luôn này. Cả bao ship, cả tặng dây loa là 14 triệu 500 nghìn đồng. Hay như loa 125, hay như 225. Đấy bác nhá. Bao hay bác luôn, bị vui nó có hay luôn. 14 triệu 500 nghìn đồng là bao ship bác nhá. Và tặng một tặng dây loa, bao chuẩn luôn. Và em về chỉ có đôi duy nhất thôi. Mà em quay kỹ càng cho bác rồi. Không có đôi thứ hai nhé. Cho vậy các bác mà chốt là ok thôi. Không phải nghĩ ngợi nữa. Bên em là rất là cẩn thận. Trong vấn đề test loa ấy. Đấy. Một đôi duy nhất bác nhá. Ok. Bây giờ em sẽ lắp vào.